Theo tin tình báo cả hai gần đây đang tiếp xúc với bạn Thành Lộc. Một âm mưu kinh hoàng, cả hai chúng tôi có thể giúp cậu làm Long Dương Thái Tử à? Mở ra một nhiệm vụ cấp. Ta là bắt Long Dương và Thái Tử của bạn Thành Lộc trong thời buổi bây giờ luôn có một chủ đề chống bố thiên hiệu hành động diệt rồng đó. Hành động cơ mật, nhiệm vụ lần này trên không báo cha mẹ, dưới không báo vợ con. Cậu có làm được không? Hành động khó đoán, trong lĩnh của ta, trong ta có lĩnh. Dám có dùi hả? Rõ tốt nha. Đủ lại thì ra là đổi giá. Đón xem nội đặc chiến xuất kích phát sóng lúc 18 giờ tối nay trên